Xin chào anh em, hôm nay sẽ là số thứ hai của chuyên mục Relapse Reaction, chuyên mục mà mình vừa mới bịa ra lúc khoảng 20 giây trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng react với cả những cái bài bóc phốt iPhone 12. iPhone 12 hay iPhone 12 Pro khi mà chúng ta được bán ra, các reviewer được cầm trên tay thì tất nhiên có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều từ cả reviewer, từ cả người dùng trên mạng. Rất nhiều trong số đó thì là bóc phốt, rồi lại cũng có vài bài báo hay là một số những cái trang tin đưa những thông tin này lên, không biết là mục đích là gì. Nhưng mà cái quan trọng, hôm nay mình đang cầm ở đây hai chiếc iPhone 12 Pro và một chiếc iPhone 12 ở đâu đấy trong văn phòng. Hãy để mình kiểm chứng xem là những cái sự bóc phốt này có thật sự là nó kinh khủng như thế, hay đôi khi nó cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhỏ đối với một số những bộ máy bị lỗi thôi. iPhone 12 năm nay có vẻ nhận khá nhiều gạch đá về mặt thiết kế, đặc biệt ngay từ khi cầm trên tay. Chưa cần biết như thế nào, các bạn đã có một cái để mà chỉ trích rồi, đó chính là màu sắc. Màu của cái chiếc iPhone 12 năm nay nó hơi bị sai lệch so với cả cái ảnh render mà Apple đưa ra cho chúng ta trong cái buổi quảng cáo đó. Nhưng mà thực ra mình nghĩ lại thì những cái video quảng cáo, ví dụ như là cái tựa game LOL Wild Rift khi mà Apple trình diễn trên sân khấu á, họ dùng chính cái chiếc iPhone 12 có màu xanh đó để mang ra quay và để trình diễn cho chúng ta. Thế thì nếu mà các bạn có xem sự kiện đó, các bạn sẽ thấy ngay rằng cái màu của nó ở trên sân khấu cũng như là màu ngoài đời không quá là sai lệch nhau đâu. Thì đó, mình nghĩ rằng đây chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ trong việc chụp ảnh cũng như là public thông tin của Apple thôi, chứ cũng không hẳn là có gì gọi là lừa dối người dùng cả. Họ mang cả một cái máy ra để quay video luôn, quay cái mặt lưng luôn, chứ đâu phải là họ lừa dối chúng ta đến khi mua máy, đúng không? Còn nếu mà hiện tại anh em quan tâm tới những mẫu iPhone 12, iPhone 12 Pro đã được bán ra, hay là nhận hàng trước có cả mẫu iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max với mức giá rất tốt tại Diện Động Việt, click ngay vào link ở dưới phần mô tả video. Đừng quên mã làm thành viên Relapse giảm giá 150k. Mình thì vẫn nghĩ rằng hiện tại chiếc iPhone 12 nó ngon hơn iPhone 12 Pro, nhưng mà tương lai khi iPhone 12 mini về có thể nó còn phù hợp hơn, hay là cá nhân mình sẽ thích những cái thiết kế nhỏ gọn như thế hơn. Tất nhiên nó là tùy thuộc vào anh em. Rồi, quay trở lại với cái việc bóc phốt iPhone 12 và 12 Pro. Có một thông tin nữa mình cũng thấy gần đây rất nhiều trên mạng, đó là về việc chóc sơn, sức viền, nứt màn hình, xước màn hình. Anh em có thể xem một số những cái ảnh ở những cái máy iPhone 12 mà dạng hàng trưng bày ở Apple Store luôn, mới chỉ trưng bày vài ngày nó đã bị chóc sơn, xước cạnh viền rồi. Kể cả là cái phiên bản viền thép như trên 12 Pro, chứ còn cái viền nhôm như iPhone 12 thì không phải nói, mình nói từ lâu rồi. iPhone 11 hay là iPhone XR cũng như thế. Màu gì đi nữa, dùng ốp quanh năm, không sờ vào, đôi khi để qua một thời gian nó cũng xước anh em ạ. Nhưng mà cái quan trọng là cái viền thép ở trên iPhone 12 Pro này thì ra sao? Rõ ràng thép về lý thuyết nó là một cái chất liệu cao cấp hơn, nó phải có độ bền tốt hơn là so với cả viền nhôm. Nhưng mà thật ra câu chuyện này không phải là quá lạ lẫm. Anh em còn nhớ không? Với đời iPhone 10, iPhone X hay là đến XS, XS Max, chúng ta đã gặp những cái câu chuyện như thế này rồi. Với phiên bản viền bạc sáng, các bạn có thể đi đánh bóng lại. Cái này là hoàn toàn có thể trên viền thép nhá. Nhưng mà riêng những cái màu này này, nó là màu sơn, chóc phát, coi như là toa. Thì đó, anh em cũng lưu ý khi mà chọn mua ở những cái mẫu iPhone 12 Pro, các cái phiên bản màu. Ngoài ra, còn một cái nữa liên quan đến độ bền của màn hình. Ceramic Shield, đây là cái cụm từ được nhắc đến cũng rất nhiều trong những ngày vừa qua. Chính Apple cũng nhắc đến rất là nhiều để quảng cáo, đúng không? Độ bền gấp 4 lần. Nhưng mà Apple không nhắc đến về việc là cái độ bền ở đây liên quan tới chống xước hay là chống vỡ. Tiếng Anh nó có hai cái định nghĩa là scratch resistant là chống xước, và shatter resistant là chống những cái việc liên quan đến nứt vỡ. Nhưng mà về tiếng Việt thì chúng ta chỉ dịch nó ra thành là cứng hơn, gọi là độ cứng. Do đó anh em lưu ý là đôi khi cái định nghĩa tiếng Việt của chúng ta là không đầy đủ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái gì càng cứng thì càng dễ xước hơn. Cái này ban đầu nghe nó rất khó hiểu, nhưng mà thôi, qua thời gian thì anh em sẽ thấy nó càng khó hiểu hơn nữa cơ. Đấy, ví dụ luôn là anh em lên kênh Thành thử xem mình lên trên tay một cái iPhone 12 phiên bản màu min rất là đẹp. Ngày 23 tháng 10 mình cầm cái máy đấy trên tay, mở hộp luôn, còn thậm chí là còn chưa kích hoạt. Đến ngày 26 tháng 10 mình quay video, chỉ sau 3 ngày với vài người sờ vào thôi, màn hình nó đã bắt đầu có những cái vết xước và bị kiểu, nói chung là bị ảnh hưởng rồi. Thì anh em lưu ý khi mua iPhone 12 hay 12 Pro, anh em có thể là cái độ bền của nó khi rơi này, khi va chạm này, hay là bị vỡ với các thứ thì nó khó hơn. Nhưng mà xước không bao giờ có chuyện, ít xước hơn cả. Anh em cứ dán một cái màn hình của mình vào. Như mình đang dùng tạm thì miếng dán iPhone 11 dán cũng ok, nhưng mà bị cấn viền một tí. Đó là về mặt thiết kế. Nói chung là nó luôn luôn là một cái câu chuyện, đôi khi là Apple nói sai về mặt màu sắc này, đôi khi là Apple nói đúng nhưng mà người dùng lại hiểu sai, hoặc đôi khi là Apple cũng quảng cáo quá là phóng đại đi về những cái độ bền hay là những cái gọi là chống xước, chống va đập trên cái máy của mình. Nhưng mà về cấu hình thì sao? Những cái thông số thì không bao giờ biết nói dối. Và cái con chip A14 Bionic trên cái chiếc máy này mạnh thật. Và cái viên pin trên iPhone 12 bé thật. Nhưng mà trải nghiệm thực tế thì ra sao? Đấy mới là câu chuyện quan trọng.
Chiếc iPhone 12 Pro này mình dùng hôm nay là đến ngày thứ 3. Mình nghĩ là đến ngày mai sau 4 ngày sử dụng, sau một thời gian nó tối ưu lại máy thì mình sẽ review cho anh em chi tiết về pin của cái máy này. Nhưng mà anh em thấy ngay, mỗi ngày mặc dù là mình chỉ sạc một lần thôi, nhưng mà thời gian on screen của mình luôn luôn là loanh quanh khoảng 5 tiếng. Đây, 4 giờ 52 phút một ngày. Mà thậm chí là pin lúc đấy nó đang còn đủ cho mình tự tin, mình không cần cắm sạc, mình cứ về nhà còn khoảng mười mấy phần trăm mình mới cắm, chứ mình không cắm ở ngoài đường. Thì cũng như là trên YouTube mình thấy đã có một YouTuber khác rất nổi tiếng là Mr. Who's the Boss ở bên Anh. Anh ấy có test. Thì với cái bài test của anh ấy, con iPhone 12 Pro này nó trụ được khoảng trên 6 tiếng. iPhone 12 thường thì nó trụ lâu hơn vài phút, mặc dù là cùng dung lượng pin. Thì cái này gọi là có sai khác một tí trong cái mặt trải nghiệm thực tế thôi. Thì anh em nghĩ sao về dung lượng pin của hai cái mẫu máy này? Cá nhân mình không phải vấn đề, tương lai mình sẽ review chi tiết cho anh em. Còn cái hiệu năng á, hiệu năng chính là cái câu hỏi mà mình luôn luôn đặt ra về cái máy này. Cái con iPad Air 2020 hôm trước về studio mình, anh Khôi có cắm dây vào để đo FPS thử các tựa game thì kiểu nó không nhận được. Rồi một số tựa game lúc đó nó đang còn quá mới và chưa tối ưu, thì mấy cái game kiểu ARK hay là LLY Rift hay là vân vân và vân vân, nó cứ bị giật. Còn hôm nay với chiếc iPhone 12 Pro này thì những cái tựa game đó mình trải nghiệm đã bắt đầu ok rồi. Thì chắc là vẫn luôn là một câu chuyện máy mới chưa tối ưu, anh em cứ phải chờ một thời gian thì mình sẽ làm review chi tiết về hiệu năng của cái máy này. Do đó hiện tại nếu anh em thấy ai mà bóc phốt về hiệu năng của iPhone 12 Pro thì thôi anh em cứ kệ đi. Nói thật. Cuối cùng về cái mặt cấu hình cũng như trải nghiệm này, Apple họ cũng quảng bá rất nhiều ở trên sân khấu về cái quay video HDR, gọi là gì nhỉ? HDR Dolby Vision 10 bit. Đây là cái thiết bị di động đầu tiên quay được và phát được cái đấy ra màn hình ở cái độ chuẩn là HDR 10 bit của Dolby Vision. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, anh em lưu ý, HDR nó chỉ là một cái tiêu chuẩn thôi. Và Dolby Vision cũng chỉ là một dạng tiêu chuẩn HDR, chúng ta còn rất nhiều những cái tiêu chuẩn khác như là HDR 10, HDR 10 cộng, rồi vân vân và vân vân. Cho nên là cái HDR trên iPhone nghe thì có vẻ xịn, chứ thực ra là nó cũng chỉ là một cái tiêu chuẩn thôi mà. Còn thực tế ra sao đấy gì? Thì anh em có thể thêm xem mình vừa đăng một cái quay bằng 4K 30fps HDR cũng như là không bật HDR lên story của mình ở trên Instagram. Thì cái sự khác biệt về màu sắc nó rất là ít, có thể là chỉ khác một chút ở cái lá cây thôi. Nhưng mà cái sự khác biệt nó không thể hiện rõ như khi các bạn nhìn vào màn hình của cái điện thoại này. Khi mà các bạn nhìn trên cái phần photos để xem rằng những cái video các bạn vừa quay á, sẽ thấy luôn là HDR nó có cái độ rực sáng cao hơn hay là giải màu đen nó sâu hơn thật. Chứ còn khi sử dụng lên những cái ứng dụng bên thứ ba hay là những cái nền tảng mạng xã hội, sự khác biệt là cái gì thì mình chưa nhận ra. Và mình nghĩ rằng 80% thời gian các bạn quay video trên điện thoại là để up lên những cái mạng xã hội đấy chứ đúng không? Chứ có ai làm phim bằng iPhone 12 Pro không ạ? Chắc là có một vài người được Apple thuê. Nhưng mà thôi, mình không phải anti-fan, mình cũng không phải i-fan, cho nên là cái việc này để các bạn cùng bình luận ở dưới phần mô tả video nhé. Đừng quên, những cái mẫu máy iPhone 12 và iPhone 12 Pro này đang được bán tại Di Động Việt. Mức giá đã có rồi, kể cả sắp tới hàng VNA về và có cả iPhone 12 mini hay là iPhone 12 Pro Max nữa đều sẽ được cập nhật rất sớm ở link ở dưới phần mô tả video. Đừng quên mã 5 thành viên Vietlab giảm giá 150k. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.